Chào nha, đây là cái quang cảnh khu Hòn Sện này, cũng như cái dãy núi thuộc vùng Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang. Quang cảnh này rất là đẹp phải không ạ? Bây giờ khoảng 4:30 chiều đây. Hôm nay trong hành trình leo núi, anh em TV quay cho cả nhà và tranh thủ giới thiệu một số cái vị trí bất động sản cho quý hàng phương xa biết. Cái vị trí này nhìn rất là dễ cả nhà. Bên này này, phía xa trước nha. Phía xa là các dãy núi Lương Sơn này cả nhà. Đẹp không ạ? Là Khánh Hòa được thiên nhiên ban cho một cái vùng đất rất là đẹp. Bây giờ anh đang ở độ cao đỉnh một của núi Cô Tiên. Thì từ dưới kia này, từ vị trí này đi lên đây thì khoảng nãy giờ khoảng 30 phút đấy. Tại vì lâu lắm mới leo, cả hơn một năm nay mới leo núi lại. Anh TV giới thiệu sơ bộ cho cả nhà khu vực này nha. Đây là cái ngày xưa, đây là cái hồ Vĩnh Hòa này, cái đường này này. Chúng ta cùng men theo này. Là đi vô khu suối Tôm, trong đó dân cư khá là đông. Cái này trước đây thì họ định làm cái dự án hồ Vĩnh Hòa, nhưng sau khi tham khảo một số ý kiến địa phương cũng như là cái địa hình địa thế xung quanh khu vực này thì cảm thấy nó không phù hợp để làm dự án ngay vị trí này, vị trí này tuyệt đối này. Cho nên hiện tại thì dường như đã bỏ rồi. Đây còn dọc đây, dọc đây là dự án này, Ecomex cũng bị tuyệt đối luôn. Dòng này đi không anh, bị tự đổi. Bên này nè, hiện tại chị này, đang bên đây. Còn đây là chùa Đá Bảo đây cả nhà. Một trong những ngôi chùa linh thiêng của vùng đất Vĩnh Hòa này. Còn ở đây, mọi người thấy cái chóp này không? Đó, về dự án Vega City nha cả nhà. Đó, về Vega City này xây vào đó thì chúng ta đi men theo cung đường Phạm Văn Đồng này. Đó, chúng ta đi ra. Ra từ đây ra đến Vega City khoảng 2 cây số thôi, khá là gần. À, còn đây là toàn bộ đất khu biệt thự Đông Mương này, sát đây có con mương này, đó. Biệt thự Đông Mương và trên đây là biệt thự Tâm Hương, những căn biệt thự đây, cả nhà quan sát bây giờ. Còn trên đây là những vị trí chuyển đổi rất là đẹp và hiện tại được gọi là đất thổ cư và cũng gọi là và đất thương mại rất là nhiều khu vực này tại vì nó gần biển này. Khảo sát nghiên cứu thì ở ngoài vùng đất này như thế này phù để làm dự án nha cả nhà. Ví dụ một cá nhân nào đó mà có đất ở trong khu vực này này, trên diện đồi này và nằm trong thương mại dịch vụ hoặc là nằm trong quy hoạch đất thổ cư nhưng đều không được chuyển đâu cả nhà nhé, không dễ dàng chuyển đâu. Đó, không phải dự án đâu. Đó, ở dưới đây là khu Hòn Sện này. Đó, khu dân cư Hòn Sện này là đường Ngô Văn Sở, đường Ngô Văn Sở ngay đây tay anh chị này. Dọc cái đường Triệu Quang Phục này, ôm được khu Văn Sở chạy dọc ra đến biển. Rồi nhiều con đường Lý Thái Tổ là đường to đây, Lý Thái Tổ đây. Đường rất là to. Rồi đường Vũ Hữu, đường Nguyễn Phi Khánh, nhấn nhiều con đường khu vực này. Đẹp không cả nhà, nhìn như trên cao. Rồi còn đây là khu đô thị Vĩnh Hòa này. Đây toàn con cảnh vô thị 385 nền đó. Đó, còn kia là bến du thuyền. Đó, cũng như hai tòa nhà condo tên là Luna đã xây dựng từ khoảng 2016 tới giờ nhưng mà vẫn chưa bàn giao. Chung là ảnh hưởng được nhiều thứ, suy thoái kinh tế này, nhiều thứ. Cũng đường biển rất là đẹp. Từ đây thì về chỗ này Hướng Trang khoảng 6 cây số thôi. Được đó. Đây là khu đô thị Vĩnh Hòa. Thì giá đất khu đô thị Vĩnh Hòa hiện tại dao động từ khoảng 45 cho đến 100 triệu mét vuông tùy vào vị trí. Mặt biển đây là khoảng 120 triệu. Còn cái vòng vòng đẹp đẹp này là có các cano nhỏ này và có du thuyền nữa. Lúc nãy như góc này họ nhân TV không quay được cái du thuyền đó. Đó, ở đây là nhiều resort lắm này, thấy không cả nhà. Còn ngoài ca xa kia là đảo Hòn Rùa đấy, rất là nổi tiếng ở Nha Trang. Hòn Rùa đây, như con rùa đúng không ạ? Mọi người thấy giống con rùa không? Thần rùa đấy. Vùng đất phía bắc thành phố Nha Trang Vĩnh Hòa. Đường này thì chúng ta đi theo cái đường men đường biển này thì ra gặp Vĩnh Lương và cái nối quốc lộ 1A thì rơi vào khoảng 8 cây số thôi ra đến quốc lộ 1A. Vùng đất rất là yên bình Vĩnh Hòa. Còn khu biệt thự này thì về mặt độ xây dựng á, thì hiện tại các lô mặt biển thì xây khoảng 5 tầng, còn ở trong thì xây biệt thự khoảng 3 tầng, chiều qua khoảng 14 mét nha cả nhà. Mật độ xây dựng thì khoảng 70% đất. Ví dụ 300 mét vuông thì chúng ta xây được khoảng 240 mét vuông, một trệt hai lầu hoặc là chiều cao 14-15 mét là được. Còn xây quá thì chúng ta không được cấp phép xây dựng nha, vượt quá quy định nha cả nhà. À, rồi để mong Hoàng TV quay quang cảnh một lần nữa rồi sau đó sẽ
qua quay bên phía nam thành phố Nha Trang nha cả nhà cùng xem nha. Núi Hồ Tiên này thì rất là đẹp, giống như có một con giống như một con khủng long cũng được nhìn theo nhiều hướng, hoặc là người ta hay nói núi Hồ Tiên tại vì những một nàng tiên đang nằm ở cả nhà đang nằm xõa tóc rồi. Đẹp lắm, góc máy quá đẹp phải không ạ? Cái góc này anh TV đã nhớ là quá đẹp cái góc máy này. Rồi anh TV di chuyển sang bên kia nha cả nhà, giải lao trong giây lát xem quảng cáo rồi chúng ta lại tiếp tục chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thành phố Nha Trang này. Đây là quang cảnh nhìn về phía nam thành phố Nha Trang nha cả nhà, đó rất là đẹp phải không ạ? Anh TV đi từ cái hướng này này, ngay đây là đường 2 tháng 4 này, chúng ta cua tay phải theo hướng này này để chúng ta đi ra Vĩnh Lương gặp quốc lộ 1A, gặp cái đoạn sao mấy anh đấy cả nhà đều rì đấy. Ủa cái quang cảnh mặt trời đang rọi nắng xuống này, hoàng hôn này, đẹp không cả nhà, tuyệt vời luôn đấy, quang cảnh quá đẹp. Trời ơi, siêu phim quá đẹp luôn ạ, mình là một người nghiệp dư nên mình thấy quá đẹp. Đó, còn đây là khu Vĩnh Hòa này, Vĩnh Hải này. Quá tuyệt vời. Đấy, khu Hoa Nhân TV đang ở ngay đây thì đi zoom xét cho mọi người coi này. Đây là cái tiểu đoàn 15 ngày xưa của chủ tịch quan thông tin nó đang làm. Đó. Thì bên cạnh đây là khu tập thể này. Z753 này, đó. Sau đó ra đây là bến xe phía Nam này. Là bến xe phía Bắc này. Cái tòa mà 8 tầng này là chung cư An Thịnh này cả nhà. Ngày ngày tới rất là lớn, ngay bên xe phía Bắc á, mọi người thấy không, những chiếc xe không này, chiếc xe trong bến không, cả nhà thấy không, rất là nhiều xe trong bến này. Đó, nói chung vị trí phường Vĩnh Hòa, Vĩnh Hải ở đây phát triển khá mạnh trong nhiều năm qua. Đó, chúng ta đi thẳng hướng này rồi chúng ta lên đường Nguyễn Xiển này, qua xã Vĩnh Ngọc lên trường Mẫu Giáo Trung ương 2, ra Vĩnh Phương đi ra quốc lộ 1A, từ đây lên quốc lộ 1A hướng đó thì khoảng 3 cây số. Đẹp. Rồi tiếp đến bên này, cái này là những cái tòa, đây là chung cư Hoàng Quân này, đấy. Sân bóng Khánh Hòa, đây trường cao đẳng này, các cái dãy nhà shop house của khu thị Bắc Vĩnh Hải, và đây là khu thị Bắc Vĩnh Hải trong đây, phía xe xa đường 2 tháng 4, bên này là đường phường Vĩnh Hòa này, còn bên này là khu đô thị Nam Vĩnh Hải, mọi người thấy không, đường vành đai 21 sẽ đi ngang qua vị trí này. Ngay đúng vị trí này luôn cả nhà. Đó, còn kia là dòng sông Cái, băng qua dòng sông Cái Vĩnh Ngọc. Còn đây là cụm làng đại học phía Bắc, 3-4 trường đại học đang hoạt động ở đây rồi, cực đẹp. Dòng sông Cái buổi chiều này, đón hoàng hôn này, hoàng hôn bên sông cả nhà. Thi sĩ một tí. Còn đây là núi Sạn nha. Bên đây là khu vực Vĩnh Niềm Trung này cả nhà, các tòa nhà chung cư này thuộc Vĩnh Niềm Trung. Đó. Một trong những vị trí mà đáng sống nhất hiện tại là Nha Trang cả nhà. Bên đó thì không thiếu gì cả rồi. Rồi chúng ta qua bên này nha. Đây là trường sĩ quan chỉ huy cơ quan thông tin. Đây là cung đường Điện Biên Phủ này. Đó. Đẹp không cả nhà? Quang cảnh biển này. Hoàng TV đang sống ngay tại khu vực này ở đây. TV thì nhà ở đây, nhà này vị trí này rất đẹp. Đó. Nắng chiều chụp hình quá đẹp luôn ạ. Đó, dọc đây thì các cái tòa nhà khách sạn rất là nhiều, đây tòa Bút Tông này, đây tòa Horizon này, rồi tòa xe nam bay này, xe kia là Mường Thanh Vĩnh Triều, rồi Napoleon ở bên kia cầu Trần Phú. Từ vị trí này sang bên trung tâm thành phố Nha Trang thì khoảng 5-7 cây số thôi cả nhà, đến quảng trường 7 cây, còn qua bên cầu này khoảng 4 cây thôi, đến đây rồi, đến đây khoảng 4 cây rồi này. Đó, đẹp tuyệt vời phải không ạ? Chung một cư dân sống lâu năm ở đây thì ở nhà TV thấy là bây giờ nếu mà bán nhà đi đâu thì không biết mua chỗ nào ở bằng đây, đẹp quá đẹp, dân cư đông. Địa thế thành phố Nha Trang giống như chú Phượng Hoàng ấy, quá đẹp luôn, Phượng Hoàng lửa, tuyệt vời nữa nhỉ. Tí nữa còn một góc máy nào nhà TV sẽ quay cho cả nhà coi một góc máy cuối cùng bên phía kia, cực đẹp luôn.
hồn quá đẹp cả nhà. Hoàng hôn xuống rồi, cả nhà lại đón xem tiếp nha. Qua bên này nha cả nhà, đây là cái góc đẹp nhất của khu này. Góc này đánh giá là góc có cái view đẹp nhất luôn. Đây cả nhà thấy không ạ, view cực đỉnh luôn ạ. Dọc cái cung đường biển Phạm Văn Đồng này phía bắc, bên này là Hòn Trồng này, nên cái quả đảo Cô Đơn đây là Hòn Đỏ này cả nhà. Đó, mà mình ở đây quang cảnh toàn bộ thành phố Nha Trang này, góc máy rất là đẹp của Hòa Nhân TV. Nói chung ai có dịp đến Nha Trang mà ở lại một vài ngày, 3-4 ngày ấy, thì nên dành một buổi chiều khoảng 3 tiếng lên Nicotine này để ngắm trọn vẹn thành phố Nha Trang, cũng như để lấy sức khỏe, ngắm cảnh, thư giãn, thư thái. Không khí này rất là tốt cả nhà. Hòa Nhân TV mỗi lần lên đây thì đều đến cái bàn thờ này để thắp nhang cho Phật Quan Âm Bồ Tát, rất linh thiêng cả nhà. Rồi một clip chia sẻ trải nghiệm leo núi và quang cảnh các khu vực xung quanh núi Cô Tiên, phường Vĩnh Hòa, Vĩnh Hải này. Cả nhà thấy hay thì cho anh TV một like và subscribe kênh YouTube này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.